cùng với các chú rối, các bạn có đồng ý không nào? Các bạn có đồng ý không nào? Vậy thì bây giờ anh muốn không khí của chúng ta sôi động hơn bằng cách anh gọi lại này, tay đâu tay đâu, tay đâu tay đâu, vỗ tay đi nào, lớn hơn nữa đi nào, và hô một tiếng ghê thật to, 2, 3. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa?